Vâng, em chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Một lô tủ lạnh nhà em mới về, đủ các hiệu: dung tích Mitsubishi, Panasonic, Hitachi. Đấy, bác nào hợp nhãn nào thì nhấc máy alo cho em. Đây, gương thủy đây. Đấy, tủ cực kỳ đẹp. Bác nào có nhu cầu nhấc máy alo cho em nhé. Dung tích từ hơn 400 lít đến hơn 600 lít. Giá thời điểm này cực kỳ rẻ. Giá có từ hơn chục triệu đến... tùy dung tích các bác nhé, Hitachi hay Panasonic. Bác nào quan tâm thì nhấc máy alo, em sẽ gửi chi tiết vào trong Zalo của các bác. Đấy, nhà em về được sẽ về được khoảng 40 con tủ lạnh để cho các bác lựa chọn, giá rất là rẻ luôn. Thời điểm mua tủ lạnh siêu hợp lý. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh nhé em.